Các bạn có biết vì sao hôm nay cô lại vui như vậy không? Như lúc nãy cô nói là bởi vì là hôm nay cô chia sẻ với các bạn một phần về từ nối rất thú vị đúng không? Thực ra còn một lý do nữa, đó là bài hôm nay cũng là bài cuối cùng trong cái phần chia sẻ của cô về writing. Cô rất hạnh phúc vì cô trò chúng ta đã đi qua được tất cả các dạng bài trong task 1 và task 2. Chúng ta đã cùng nhau đồng hành và đã tìm ra được cái phương hướng giải quyết của cái dạng bài, của cái kỹ năng khó nhất trong IELTS này rồi. Thì các bạn thấy đấy, trong mỗi một dạng bài thì cô đã đưa ra cho các bạn được cái hint là để nhận biết là dạng bài này. Tiếp theo đó là cấu trúc bài đấy như thế nào này. Và cuối cùng là những cái ví dụ minh họa để giúp các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về từng dạng bài một. Và cô hy vọng rằng là những cái chia sẻ này của cô thì sẽ giúp cho các bạn là có được một cái tư duy về writing rất là mạch lạc, rất là rõ ràng và có thể viết tốt hơn. Còn có nhiều câu hỏi gửi đến cho cô là: cô ơi, làm sao để được 9.0 writing? Cô Trang chẳng có cách nào để trả lời giúp các bạn cả, chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là viết nhiều lên em ơi. Vậy thì ngay từ bây giờ hãy áp dụng tất cả những cái lý thuyết mà cô vừa dạy vào việc là thực hành mỗi ngày viết 1 đến 2 đoạn thì chắc chắn là sau một thời gian thì khả năng writing các bạn sẽ vô cùng là lên tay đấy. Lúc đấy thì nhớ chia sẻ lại cho cô nha. Bây giờ thì bye bye.